Bé Ken, tại sao bé Ken lại khóc nhè thế hả? Nín chưa? Bé Ken hư đúng không? Bé Ken không nghe lời à? Bé Ken nín chưa? Nín chưa? Bướng ạ! À, không nghe lời à? Đúng không? Bé Ken ngoan chưa? Bé Ken chưa ngoan đúng không? Tại sao bé Ken lại hư như thế? Ngoan chưa? Nghe lời chưa? Ông khỉ này ăn thịt bé Ken luôn nhá. Ngoan đi. À, nín chưa? Ngoan rồi đúng không? À, ngoan thì ông khỉ thì mới yêu thương nhá. Nhá. Không được bướng nhá. Nghe lời cha mẹ nhá. À, như thế ông khỉ mới yêu thương. Biết chưa? À, chúc bé Ken mau ăn trong lớn, nghe lời cha mẹ.